Chào quý vị, tôi đang ở một giữa một con đường. Bonjour, ici Ngọc Trần. Je suis au milieu d'une rue très animée. Một con đường rất là ồn ào, rất là sinh động. Et très vivace aussi du 4e arrondissement de Chemin Vieux của khu vực quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ tôi sẽ cho quý vị thấy nha. Bonjour, je vous montre tout de suite. À, đây là cái đường Đoàn Văn Bơ, quận 4 nha, góc đường Văn Linh. Ça c'est bon, au carrefour de Đoàn Văn Bơ, Văn Linh. Et vous voyez, et c'est à 10h, bây giờ 10h20, 10 phút rồi. Et nó như thế này, c'est très animé, comme vous voyez, rất là đông đúc mọi người. Et il y a beaucoup de petits magasins comme ça. Qui vendent des fruits. Đây những cái cửa hàng nhỏ đây, họ bán trái cây chẳng hạn nè. Bên kia là sữa ventilateur. Et on répare aussi les ventilateurs de l'autre côté de la rue, vous voyez. Moi je viens de temps en temps. Đấy, người ta cũng sửa coi như là máy quạt ha, và thỉnh thoảng tôi cũng tới đây. Cho quay tí nha. Khách mà. Đấy, qua gì? Ô khai pa. Đấy, người ta sửa hết. Đấy. Đấy, đường rất là vui. Đó. Qua gì? Giá plus de tout. Cái gì cũng có ở đây hết trơn á. Dễ sống lắm. Cuộc bien vivre và bỏ comme nous. Đặc biệt là sống như chúng tôi thì rất là dễ. C'est très facile. Quay em được không? Lui, il y a. Ils vendent les vêtements comme ça, vous voyez. Cảm ơn em nha. Encore des légumes. Đây, cũng légumes nữa nha. Còn đây là hớt tóc nha. Bon, ça c'est pour les cheveux. Vous voyez. Như tôi nói, cái gì cũng có. Cái gì cũng có chút hết trơn. Cái gì cũng có hết. Anh ơi, tôi không quay anh. Quay chị được không? Không, không chịu. Đi pa, bien sûr, partout. Ở đâu cũng có bánh mì á. Đấy, bánh mì đấy. Rồi đương nhiên là gạo. Et du riz, bien sûr. Phải có gạo, ha. Đấy. Anh cứ đi tự nhiên anh, tôi không quay. Tôi quay tôi xin phép. Ça c'est le ventre de trucs machin pour la tête, vous voyez. Quay chị được không? Em la ghê. Cô nói giỡn, quay thì phải trả cổ 100.000. Bon. 100.000 đồng. Et elle aussi. Là đưa đồng, 100.000 đồng, trả 100.000 được quay, vui thôi. Cảm ơn chị nha. Hoài gì? Rất là vui. Très joyeux, les gens. Yeah, pour les petits. Đây, cho con nít ở nhà nè. La vente en gros aussi, voyez. Đấy, họ bán lẻ bán sỉ nữa. Giờ đi rồi con sợ, đi rồi giờ. Đấy, có những cái đường hẻm nhỏ nhỏ. Cho em quay tí nha. Đây bán chuối. Bán sao chị? Nãy bao nhiêu tiền bình thường? Xe em đi min đồng à vài min đồng 10.000, 15.000, 20.000 ha. Cảm ơn chị. Họ qua về thì xa thì free the mayor. Cho em quay tí nha. Chị bán bên đường không quay mặt chị, không quay mặt chị. Qua về là free. Đây, giá đây. Đấy, bán về đây, bán bên vệ đường.
photocopy. Cuộc lấy smartphone. Đấy. Điện thoại di động. Nói chung cái gì cũng có. Bán chút chút giờ đây. Sống qua ngày. Còn con không sao thì con ghi. Đây có cả tiệm thuốc Tây. Người ta luôn luôn nghĩ tôi là ở nước ngoài về. La réparation aussi bien que la vente. Tức là họ vừa bán vừa sửa. Ngồi vậy. The bakery. Bánh. Vậy. Rồi, cũng áo quần thì vêtements có. Rồi. Thỉnh thoảng là xe có đụng nhau. La rue est trop exiguë. Petite. Con đường nó nhỏ quá nên đi đứng phải cẩn thận chốt. Đó. Xe nó quẹt. Faut faire attention. Xin coi chừng. Vậy. Nó canh mi. Đây người ta bán trái bắp nè, còn con sầu xì. Vậy. Em ơi, trái bao nhiêu tiền vậy? 12.000 đồng và 11.000 đồng aussi. À, cảm ơn em nha. Vậy. Donc il y a plein de trucs ici. Đây cái món gì cũng có. À. Rất là dễ sống. Encore du pain. 6.000 đồng. 6k veut dire 6.000 đồng. À. Bánh mì này là 6.000 đồng một ổ nè. Đấy. Đây là lò bánh mì luôn. Ça c'est le lieu où on produit du pain, le petit magasin. Et le pain est transporté dans des trucs comme ça, des paniers comme ça, vous voyez. Thường là họ chở bánh mì đi bằng mấy cái giỏ đó đó. À. Tôi đi một khúc nữa nha, bon, je vais continuer encore un peu. Tôi xin đi một khúc nữa. Voilà, pour laver le vêtement. Des fruits. $15,000 thì bán hết rồi. Giờ tới bao nhiêu em? Giờ tới bao nhiêu tiền? Cái này là bao nhiêu? C'est 15.000 đồng aussi. Le kilo hả? Cảm ơn em nha. Quay ngang em được không? Quay ngang em về được không? Không hả? À, không thích. Thôi. Giờ hỏi thiệt em có coi YouTube không em? Dạ không. À em không coi luôn. Vâng. Spark up. Em coi giặc pa YouTube. À, còn cái này bán sao? Chút dừa. 20.000 đồng là phí của cô chị 13.000 đồng. Còn có đi phí. Đây, thêm trái cây nữa các bạn thấy cho. Bác ơi, ví dụ nãy chuối lớn này là bán nhiêu? À, bán trong việc. Mọi con. La vendeuse ou le vendeur est... À, le vendeur. Em ơi, cho tôi quay tí nha. Perfumer em vừa. Đây. Em ơi, xin lỗi, nãy chuối lớn này là bao nhiêu tiền? 20.000 một ký không ạ? Mà cái đó là mấy ký? Không biết.
Donc c'est 20.000 dong le kilo mais anh connaît pas le kilo exact de ça. Anh không biết rõ. Thôi không sao, cảm ơn anh nha. Et la réparation des montres bracelets, etc. Vous voyez, rất là nhiều thứ, sửa đồng hồ, nước, ha. Produit pour bon, le tuyau d'eau de la maison, nước ở nhà, rồi nhỏ nè, ça c'est les raisins, nhỏ nữa, đấy. Bán tới chiều hết không chị? Et on va vendre tout ça jusqu'à dans l'après-midi et ce sera fini. Bán tới chiều là hết. Cảm ơn chị nha. Ça c'est bánh tráng. Không đụng anh. Cháu cho quay tí nha. Không quay anh. Không đụng tới anh. Dạ. Ça d'après vous c'est quoi? Theo các bạn đây là gì? Cháu ơi, bánh tráng lớn bán sao? Quên rồi. Dạ, bánh tráng này là 15.000 cái đó chú. 15.000 đồng. Còn cái này? Dạ, cái này 15 cái 30. Dạ. Ça c'est 50.000 đồng. Chừng này là 30.000. À, 30.000 hả? Dạ, 5 cái. 30.000 đồng pour 5 pièces. 30.000 đồng hả? Vậy vậy. Cảm ơn cháu nha. Quay chân ngang cháu được không? Quay ngang được không? Bon. L'accept d'être sur ma vidéo. Voilà, c'est la vendeuse des trucs comme ça. Cảm ơn cháu nha. Bây giờ là mình gần đi tới. Même pour la décoration. Hả? Đây. Kể cả làm khung hình. Để trang trí nhà cửa. Làm dài, bán dài. Ça, c'est pour les chaussures aussi. Vous voyez. Donc, voilà, c'est comme ça. On va sur la rue. Bon, ton đảng, je crois. Ah, voilà. C'est la fin de la rue Đoàn Văn Bơ. Đây là cuối đường Đoàn Văn Bơ. Đường Tôn Đảng hả bà? À, mình đi ra ngã ba Tôn Đảng nha. Bon. Nếu không continue, on va sur notre marché. Còn nếu chúng ta đi nữa thì tới một cái chợ khác nha. Ici, on peut considérer comme un marché. Ở đây chúng ta có thể là coi như cái chợ. Đấy. Rồi vậy. Voilà. Đây là fin de la rue Đoàn Văn Bơ. Đây là phía hết đường Đoàn Văn Bơ rồi, có người sửa giày dép nè. Lui répare des chaussures. Eh bon. Ông cho tôi quay ngang tí nha. Vâng, vừa pas être sur ma video. Bon. Pas grave. Ông không muốn ở trên video của tôi. Chẳng sao hết. Đây, ngã ba. Ça, c'est la rue Tôn Đảng et la rue Đoàn Văn Bơ qu'on vient de passer là. Et on tombe sur la grande rue Tôn Đảng. Đây đường Văn Tôn Đảng. Merci, on continue. On va sur notre marché. Còn nếu chúng ta đi tiếp tục thì sẽ tới một cái chợ khác nha. Đó, tôi xin chào quý vị đi. À, tôi là Ngọc Trân, ở quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay tôi vừa đi xuống cái đường Đoàn Văn Bơ. Bonjour, vous dites au revoir. Ici Ngọc Trân, du 4e arrondissement de Chemin-Ville. Je viens de passer par une rue, petite rue très animée et vivace. Tôi vừa đi qua một con đường nó cũng rất là nhộn nhịp và vui ha. Đường Đoàn Văn Bơ. Le nom de cette rue c'est Đoàn Văn Bơ. Bonjour, vous dire au revoir et à la prochaine. Thôi tôi xin chào lại lần nữa và hẹn khi khác nha.